Kim Thanh xin kính chào quý vị của Người Việt Online. Lần đầu tiên một hỏa tiễn Delta 4 đã được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg, miền Trung California, lúc 1 giờ 10 phút chiều thứ Năm 20 tháng 1, 2011. Hỏa tiễn mang lên quỹ đạo một vệ tinh do thám bí mật không được công bố chi tiết. Đây là lần phóng thứ Năm của Delta 4 và thứ nhì trong vòng một tháng. Những lần trước đều từ căn cứ không gian Canaveral ở Florida. Những hỏa tiễn phóng đi từ bờ Thái Bình Dương hướng về phía Nam hoàn toàn bay trên biển, không qua đất liền và đặt vệ tinh vào quỹ đạo đi ngang hai cực trái đất, thuận lợi cho công tác dò thám khắp mọi vùng trên mặt đất. Hỏa tiễn khổng lồ Delta 4 cao 72 mét, mang 1,5 triệu pound nhiên liệu và ba động cơ ghép liền với nhau, mỗi giây đốt hết 1 tấn nhiên liệu. Hỏa tiễn có thể mang lên tới quỹ đạo một vệ tinh nặng tới 13 tấn. Dàn phóng SLC-6 ở căn cứ Vandenberg đã được cải tiến với phí tổn 100 triệu đô la để có thể phóng hỏa tiễn khổng lồ này. Cho đến nay, loại hỏa tiễn Delta 4 chỉ được sử dụng cho mục đích quân sự và tình báo, chưa dùng cho dân sự. Và bản tin kế tiếp, công ty sản xuất thuốc độc để trích tử tội duy nhất ở Hoa Kỳ vừa quyết định ngừng cung cấp cho chính quyền, khiến việc tử hình bằng cách trích thuốc ở nhiều tiểu bang bị gián đoạn. Hôm thứ Sáu, công ty Hospira ở Lake Forest, tiểu bang Illinois tuyên bố rời nơi sản xuất thuốc gây mê từ nhà máy ở North Carolina sang thị trấn Lithgow, nằm bên ngoài thành phố Milan, nước Ý. Tuy nhiên, chính quyền sở bắt buộc công ty này phải cam kết không bán ra với mục đích dùng để tử hình. Sau khi bàn thảo với chính quyền Ý, công ty Hospira từ chối không chịu hứa. Ông Dan Rosenberg, phát ngôn viên của công ty, nói rằng họ không thể nhận rủi ro chịu trách nhiệm pháp lý với chính quyền Ý khi phải cam đoan thuốc sẽ không tới tay nơi nào dùng nó vào việc tử hình. Loại thuốc sodium thiopental của Hoa Kỳ hiện đang thiếu hụt trầm trọng và số dự trữ do công ty này sản xuất sẽ hết hạn vào tháng 3 tới. Điều này có nghĩa quyết định ngừng sản xuất sẽ làm gián đoạn hay rối loạn việc xử tử trên khắp toàn quốc. Sự thiếu hụt thuốc trích để tử hình hiện đang làm gián đoạn việc xử tử ở Arizona, California, Kentucky, Ohio và Oklahoma là những nơi gần hết sạch từ mùa xuân năm trước. Một phụ nữ 23 tuổi bị bắt cóc trong nơi ở bệnh viện lúc còn sơ sinh cách đây hơn 2 thập niên. Hôm thứ Năm gặp lại được mẹ trong một khách sạn ở Manhattan. Tin của AP cho hay lúc ra đời, phụ nữ này được đặt tên là Talina White và bị biến mất ở bệnh viện Harlem lúc mới sinh được 19 ngày. Cô được cha mẹ mang đến bệnh viện lúc nửa đêm do bị sốt nặng. Lúc họ sang phòng khác để nghỉ và đến lúc trở lại thì mới hay cô đã bị ai đó mang đi mất. Kể từ đó, em bé mang tên mới là Neja Nance là về sống ở Bridgeport, Connecticut cho đến khi tự khám phá ra tung tích của mình. Từ lâu, cô vẫn nghi mình là con nuôi vì người nuôi của cô là bà Anne Pedway không hề có khai sinh của cô. Hơn nữa, cô không trông giống bất cứ ai mà cô đang sống chung. Cô Nan thỉnh thoảng có lên Internet để xem hình trẻ bị mất ở Connecticut. Hôm 4 tháng Giêng, cô Nan tìm thấy một đứa trẻ mất tích ở New York và thấy hình một em bé gần giống như hình của mình. Cô liên lạc với trang mạng này và họ cũng liên lạc với mẹ của cô Nan và bà Joy White, người vẫn luôn hy vọng có ngày tìm lại được con. Hai bên trao đổi hình ảnh và nói chuyện qua điện thoại. Cuối cùng thử nghiệm DNA cho thấy họ là con ruột.
Nam Hàn vừa đưa ra lời chấp nhận đề nghị thảo luận quân sự cấp cao của Bắc Hàn. Theo đó, sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa hai bên ngay tức thời. Do có những nghi ngờ còn tồn tại ở cả hai phía, trong đó Nam Hàn vẫn đòi hỏi Bắc Hàn phải xin lỗi về việc bắn chìm một hộ tống hạm Nam Hàn hồi năm ngoái. Sau nhiều tháng bằng những trao đổi gay gắt và đe dọa chiến tranh, các cuộc họp giữa hai bên sẽ là một tiến bộ lớn lao. Biến chuyển này diễn ra chỉ ít giờ sau khi các giới lãnh đạo Mỹ, đồng minh của Nam Hàn, và giới lãnh đạo Trung Quốc, đồng minh của Bắc Hàn, cùng kêu gọi hai bên hãy cải thiện cuộc đối thoại. Hai bên Nam, Bắc Hàn sẽ phải gạt ra ngoài các dị biệt lớn lao về cả phương diện chính trị lẫn quân sự để khởi sự một vòng đàm phán quốc tế mới trong nỗ lực nhằm chấm dứt chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Hôm thứ Sáu, ông Jun Ye-sung, phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Chính phủ Nam Hàn cho hay Bắc Hàn cần phải có lời xin lỗi về vụ bắn chìm tàu Cheongnan và vụ pháo kích lên đảo Jeonongjeong trong năm qua. Nhà chức trách nước Áo đang truy lùng một tên cướp đã dùng súng uy hiếp nhân viên để lấy đi một số tiền không được tiết lộ từ một chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Hindenburg hôm thứ Năm. Ảnh chụp bằng máy tự động kiểm soát an ninh do cảnh sát công bố cho thấy tên cướp mang mặt nạ hình Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Báo chí địa phương gọi đây là tên cướp Obama, đã từng 6 lần đánh cướp kể từ năm 2008 và bị truy lùng ráo riết mà chưa bắt được. Cảnh sát nói rằng căn cứ theo giọng nói thì tên cướp này là một người dân địa phương. Và bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, lượng ngoại tệ mạnh dự trữ của Việt Nam đã tiếp tục giảm và nay ít hơn tới 10 tỷ đô la so với mức dự trữ hồi năm 2008. Hãng tin Bloomberg trích dẫn số liệu từ Citigroup cho biết mức dự trữ ngoại tệ hiện nay của Việt Nam là 13.6 tỷ đô la so với 14.1 tỷ đô la của tháng 9 năm 2010 và mức 23.9 tỷ đô la hồi năm 2008. Vào tháng 12 năm 2010, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nói dự trữ của Việt Nam ở mức thấp, chỉ đủ để chi cho mức hàng nhập khẩu chưa đến 8 tuần. Tuy nhiên, IMF khi đó không đưa ra con số cụ thể. Hãng đánh giá tín dụng Moody's coi mức dự trữ ngoại hối giảm sút của Việt Nam là lý do để họ giảm xếp hạng nợ của Việt Nam. Bloomberg trích lời hai nhà phân tích Johanna Kuhl và Ben Way của Citigroup nói rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ còn trì trệ trong thời gian dài và chỉ tăng khiêm tốn trong năm 2011. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình tuần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.